Như thông tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước, Công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ một nhóm cướp có vũ khí gồm 8 đối tượng. Điểm đặc biệt là nhóm này có tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất manh động. Rạng sáng ngày 7 tháng 12, khi đi trên tuyến đường đoạn qua ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, ông Miền dừng xe để nghe điện thoại, thì bất ngờ bị nhóm đối tượng ép sát, rút mã tấu khống chế, cướp xe Honda Vision rồi tẩu thoát. Hành hung và cướp xe làm cho tôi rất là hoảng hốt, sợ hãi. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ khẩn trương vào cuộc xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đến 22 giờ 30 ngày 8 tháng 12, khi 8 đối tượng băng cướp nhí đang tụ tập tại một quán cà phê thì bị các trinh sát ập vào tóm gọn. 24 tiếng đồng hồ thì là chúng tôi đã triển khai quyết liệt và phối hợp với các quận huyện trên địa bàn của thành phố Cần Thơ thì bắt được 8 đối tượng này ở địa bàn của quận Ninh Kiều. Điều đáng nói là 8 đối tượng này đều trong độ tuổi từ 13 đến 18, không có việc làm ổn định, ăn chơi lêu lỏng, tụ tập cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động. Không tận đi vô xô nạn nhân ra, xong lúc đó dàn co sau hai người té xong không tận như vậy khống chế nạn nhân. Cái rồi em loạn lên sau em lấy xe em chạy lên kia em đậu. Đây được xem là một trong những kết quả tiêu biểu của công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.